Rồi các chị ơi, comment cho em số 2 nha, chuẩn bị qua mã luôn mấy chị ơi. Cái đầm đầu tiên rồi phải nói nó quá trời quá đất sốc rồi mấy chị. Nếu được có mấy chị em nhà chị em nào mà mình ở gần á, mình ghé giùm em 454 Lũy Bán Quýt nha, phường Hòa Thạnh quận Tân Phú nè, cũng như là 837 Quang Trung phường 12 quận Gò Vấp, để mình có thể mua cái em đầm này là đầm mới nha mấy chị. Nên là mọi người tranh thủ mình ghé ba cửa hàng để mình mua cái em đầm này siêu phẩm này nha mấy chị. Đó kiểu như cái em mình muốn bé thì mình cứ việc rút lại cho nó bé hơn, và mình muốn cái em mình thoải mái thì tùy theo cái phong cách của mình thôi ha mấy chị ha. Cái đầm này á mấy chị, ở cửa hàng em đã chăm sẵn hết rồi đó, mỗi em mỗi nơi vậy có tầm khoảng cho mọi người là trên 10 chiếc đó, để cho mấy chị có thể là ghé ha. Còn cái đầm này mà ai đã từng mua rồi mấy chị có thể comment trên livestream cho em được biết được không ạ? À? Mấy chị ơi, mọi người comment số 2 giùm em nha. Trời ơi, em làm cái móng tay rồi bây giờ em tháo cái nút rồi em tháo không nổi luôn mấy chị ơi, thiệt sự luôn á. Làm cái móng cho đã vô rồi bây giờ gắn cái nút gắn cũng không xong. Rồi mọi người ơi, comment số 2 giùm em nha, đợi em một tí xíu nha mấy chị. Rồi ok mọi người, xong rồi. Rồi mấy chị ơi, comment số 2 giùm em. Thật sự luôn á mọi người ơi, điệu rồi xong cái bây giờ gắn cái hộp nút hay là tháo cái gì ra nó cũng khó khăn á, mấy chị không làm được cái gì hết trơn thì muốn đẹp nó khổ ghê luôn. Rồi mọi người ơi, cái mẫu này mấy chị ơi, cái mẫu của em nha mấy chị, em còn có vài chiếc thôi để em sale luôn cho mọi người luôn nha. Em sale coi như em bán giá tri ân cho mấy chị luôn. Mẫu này có mã sản phẩm là 6527. 6527 nha mọi người ha. Có 3 size S, M và L nha các chị. Có 3 size S, M và L nha mọi người ơi. Đây mấy chị ơi, tranh thủ giùm em nha. Ôi ôi xinh quá mấy chị. Mẫu này tranh thủ giùm em nha. Mẫu này mọi người chốt giùm em 6527 gạch ngang số điện thoại. Mẫu đầm thì em nhận từ 40 cho tới 62 cân. Đây là một cái dáng đầm suông, nó giúp cho mình trở nên đẹp hơn nè. Đó, và che khuyết điểm tuyệt đối. Cái mẫu đầm suông là một trong những cái đầm thần thánh luôn á, em phải gọi như vậy. Nó che một khuyết điểm một cách đó mấy chị ơi, trong người mình như thế nào ở trong này mấy chị, bụng to, bụng béo, bụng gầy, bụng ốm, không ai biết cái gì luôn mọi người. Nên em mới nói cái đầm này nó che khuyết điểm tuyệt đối. Và mọi người biết không, cái đầm này á mấy chị, em y mà đăng cái hình quảng cáo lên xíu, trời ơi, khách hỏi quá trời luôn mọi người. Khách hỏi quá trời luôn, cái nỗi mà bây giờ em lẻ hết ba, em lẻ hết luôn. Mới đầu là em có cho mọi người là 2 size, 5 size luôn, mà bây giờ còn có 3 size thôi. Mà mỗi size em còn có 2 chiếc cuối cùng á, thôi em giảm luôn. Em mẫu này giá gốc là 520, thì bây giờ em hỗ trợ cho mọi người giảm còn có 494.000, miễn phí ship cho mọi người luôn nha. 494.000 miễn phí ship trên livestream này cho các chị yêu nhà mình luôn. Chị Hoàng Bích Cảnh ơi, chị comment lại giùm em Ngân cái mẫu đó là 6599 nha chị Hoàng Bích Cảnh. 6599 gạch ngang số điện thoại nha. Chị Đỗ Minh ơi, cái đầm mà hồi nãy em qua rồi á, cái đầm này nè, cái ông này nè, em còn có 4 size thôi. Em còn có 4 size thôi nha mấy chị ơi. S, M, L và XL là từ 40 cho tới 66 cân. Giá cho em đầm này nè mấy chị là 513.000. 513.000 nha mọi người, giá gốc 540, em giảm luôn 513.000, giảm luôn. Em còn có 4 size à mấy chị, còn có 4 size à, size 2X là hết, mới hết tức thì luôn á. Là em không dám đứng lâu. Em không dám đứng lâu luôn á mấy chị. Đó, đây là em qua mã luôn để còn thời gian để like em đầm này luôn nè mọi người, xinh chưa? 3983, ủa là mẫu nào vậy chị? Ok chị Toàn Đỗ em miễn phí ship luôn, chị Nguyễn Dung em miễn phí ship, chị Đặng Công ơi comment đầy đủ thông tin giùm em nha chị. Cái mẫu màu xám này nè là 6599, còn cái đầm của em là 6527 nha mấy chị ơi. Em giảm cho mọi người chỉ còn có 494.000 thôi nha mấy chị. Đầm này lên xin giảm an luôn mọi người. Đầm này á, chất của nó là chất lụa mango, lụa mango mấy chị biết rồi, em bán đình đám năm nay luôn. Năm nay em bán chạy 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 nhất luôn là lụa mango, nó mềm mọi người, nó mềm cực kỳ là mềm luôn. Và cái chất của nó, cái dáng của nó là dáng suông. Dáng suông như thế này nên là nó che khuyết điểm tốt lắm, chị nào bầu bì là ok luôn nha mọi người, chị nào bầu bì. Và năm nay em thấy là nó hot những cái dáng này nè mấy chị. Năm nay là nó lên những dáng này dữ lắm, các bạn hot girl hoặc là các chị em có tủ vậy, những cái phong bibido nó mọi người nó hot lắm. Đó tại vì phong suông rồi gì trời ơi, rừng rừng luôn á mọi người ơi. Đẹp lắm luôn, cái mẫu này đi du lịch cho em nha, xinh lắm nha các chị. Từ 40 cho tới 62 cân, 3 size S, M, L nha các người đẹp ha. Hai bên có túi luôn nè mấy chị, em zoom cho mấy chị coi cái hoa bên này của em làm. Trời ơi đẹp. Cái hoa này các chị thấy không, cưng không? Hoa bên em nè, thợ em làm thủ công nha mọi người ha. Nắng
thủ công ngồi nắng rồi xong cái định hình lại cho mọi người luôn. Nên là cái hoa nào mà có cái bàn tay của người thợ vô là mấy chị sẽ thấy nó tỉ mỉ và nó khác biệt liền luôn. Đây các chị thấy không ạ? Cái họa tiết hoa văn mẫu này em đăng hình cả khách cũng hỏi quá trời luôn mấy chị, cái màu nó xinh lắm. Mẫu này ở ngoài là cực kỳ hot luôn nha mọi người. Cái ống tay này lúc nào nó cũng đứng form như thế này, nó không bao giờ bị mất cái form hết trơn nha mấy chị. Đó mấy chị thấy không? Cho dù mình giặt máy mình làm cái gì đi chăng nữa, cái tay nó là cứ như thế này, nó định hình form cho mọi người hết rồi ha. Rồi mấy chị ơi, lên cho em là 6527 nha. Đó mấy chị thấy ok không? Đẹp không mọi người? Cái chiều dài của nó là dài qua đầu gối ha. Ở phía sau cái mẫu này em cho mọi người xem. Cái này là không có cần dây khóa kéo nha. Đây cái này là em xài cho mọi người cái hạt châu. Ở phía sau là giọt nước mọi người mặc vô nhanh gọn lẹ lắm mấy chị. Bên trong có lớp lót nữa, rất là xinh luôn. Đi chơi đi du lịch cứ mặc cái này cho em là nó thoáng mát, nó thoải mái cả ngày trời luôn mọi người. Nó mát mẻ, mát mẻ trong con người mà nó dễ chịu ha. 6527 lên đơn cho em mấy chị. Hai bên là có phối hai túi cho mọi người. Cái chiều dài dài qua đầu gối, hai bên này làm sẽ bê nha. Xin không mấy chị, chị nào mà dáng người tròn tròn trịa nè đó, hoặc là thích những cái kiểu mà sang như này, mọi người thấy không, ở ngoài thị trường nước ngoài á họ rất là thịnh những cái dáng kiểu như này, tại vì nó hot mà mấy chị, nó hot nè. Đó, ở thị trường nước ngoài là những cái form to như này đó, nó hot lắm mọi người ơi, bán chạy cực kỳ luôn á. Và những cái kiểu này là đều rất là hợp thời trang nha mọi người ha, rất là sang. 494.000 thôi, em miễn phí ship cho mọi người luôn. Và ví dụ như bây giờ ha, mấy chị em nhà mình mua cái mẫu của em với cái mẫu màu xám này là hai mẫu, thì em sẽ giảm cho mọi người giảm 12%. Cứ mua hai mẫu, mẫu nào bất kỳ cũng được, mấy chị thích hai cái đầm suông này mấy chị chốt. Còn mấy chị thích hai cái đầm xám này thì mấy chị cứ chốt cho em. Ba cái không vậy, ba cái em giảm 15%. Mua hai cái giảm 12 và mua một cái em cũng giảm luôn, miễn phí ship về tận giường cho mấy chị luôn. Kiểm tra hàng thấy ưng rồi hãy thanh toán tiền cho em. Được chưa mọi người, yên tâm ha. Và VIP mình chiết khấu thêm cho em nha mấy chị. Cái đầm này đẹp lắm mọi người, cái đầm này hoa lên cái da này mấy chị thông, trắng trắng cực kỳ luôn mọi người ơi, chốt cho em. 6527 gạch ngang số điện thoại kế bên, giá gốc 520, giảm luôn 494.000 ba size. Đây ai mà bụng to ha cứ mặc cái này cho em mấy chị ơi, ba size SML. Trong năm nay rất là hot những cái kiểu như thế này nè mấy chị, đẹp không mọi người? Đi cà phê ha, đi dạo phố, đi chơi mặc nó thoáng cái người mà nó dễ chịu ha mấy chị ha. Hoặc là đi gặp bạn bè người thân của mình nè, đó đi cà phê phối cho em túi trắng cũng rất là xinh nè mấy chị. Đó đẹp không? Mà nó che khuyết điểm rất là tốt. Tại vì đầm suông là mình mặc vô mình không biết cái, không ai mà nhìn vô biết chị có bụng hay không, bắp tay chuyện sao không ai biết cái gì. Nên là đây là một trong những cái đầm thần thánh luôn á mấy chị. Nó che khuyết điểm mà gọn bưng, không ai biết mọi người bụng to, bụng béo, bụng tròn như thế nào hết trơn mọi người. Đó nè, mấy chị thấy không? Và đặc biệt cái chất vải lên nó mát, cực kỳ là mát luôn. Mọi người có vò nhàu xé nó cũng không có nhăn. Cái đầm này em không bao giờ em ủi khi lên live luôn, em nói thiệt với mọi người luôn. Cái đầm nào thì em ủi ha, còn cái đầm này không bao giờ em ủi luôn mấy chị, nó không có nhăn. Mặc nó mỗi lần em live em tiết kiệm thời gian lắm mấy chị, nó dụ móc ở trên xào móc em lấy xuống mặt luôn mấy chị, em đâu có ủi. Tại vì mình kiếm một cái đường nhăn của cái đầm lụa bên gồ nó rất khó. Tại vì sao lụa bên gồ này không có nhăn? Tại vì nó giọng cao cấp hơn những cái lụa bên gồ cơ bản. Chứ bình thường những cái lụa, những cái voan là nó sẽ nhăn chứ mấy chị, chứ làm sao mà nó không nhăn, đúng không? Nhưng mà lụa bên gồ em xài cho mấy chị là loại cao cấp luôn nên nó không nhăn. 494.000 em miễn phí ship cho mọi người luôn. Được chưa ạ? 6527 gạch ngang số điện thoại kế bên cho em đi cả nhà ơi. Đặt luôn để mà mình còn có đơn hàng, đặt luôn em hẳn sàng miễn phí ship trên livestream luôn ha. Trời ơi, em mới qua tức thì á chị ơi, chị Hoàng Bích Cảnh em đứng cầu hơn 45 phút đồng hồ luôn á. Ok chị vừa tầm phong luôn, ok chị yêu em miễn phí ship ha, chị Hoàng Bích Cảnh em miễn phí ship, chị Trần Thị Mụi em miễn phí ship luôn. Rồi có nha chị Diệp Đặng, hình như em nhớ em có đọc tên chị. Ok chị Nguyễn Dung em miễn phí ship luôn nha. Chị vừa tầm phong nè, ok chị yêu luôn ha. Đây em dơ lại cho mọi người xem cái hình của em. Cái đầm này em mặc em còn mê nó huống chi mọi người. Em mặc lên em còn mê nó thiệt á. Đây các chị ơi, đây cái đầm hồi nãy mới bận xong nè, mới bận thức thì đứng cầu ủa hả hơn tiếng đồng hồ, 45 phút hơn luôn mấy chị. Đây nè, đó chị thấy cái eo không, trời ơi đẹp, em nhìn em còn khoái luôn á mấy chị, trời ơi nhìn mê chảy nước miếng luôn mấy chị ơi, đẹp ha, nhìn nó sang á mấy chị, nhìn cái màu lên đẹp quá trời đẹp nè. Ủa mấy chị ơi chốt luôn đi, chốt luôn đi, lát nữa coi lại live sau. Chốt cái mẫu đó luôn, em còn có 4 cái thôi á mấy chị. Đẹp chưa mọi người, 4 cái thôi không dám mặc để treo luôn á. Nhung nói em là hết size 2X là thôi em lật đật em chạy vô để mà em thay ra, không thôi em đứng cái nó hết. Đó, đẹp ha mọi người ha. Mấy chị mặc đúng size nữa, mấy chị cứ để lại cho em thông tin.
mấy chị cứ để lại cho em thông tin, em chụp em mặc luôn mọi người yên tâm, em like em chụp luôn mà, nên là mọi người yên tâm ha. Hàng hàng là tự mẫu, tự like, tự chụp, nên là mấy chị yên tâm cho em ha. Cái này là mọi người mặc lên rất là dễ chịu, thoải mái nè. Ở phía sau lưng nè, ở phía sau lưng là dây khóa kéo nè, đó, với sẽ về cho mọi người ở phía sau luôn ha. Chị nào chốt cái mẫu ở phía sau cái đầm xám đó là 6599, 65 đúng rồi, 6599, mọi người gạch ngang số điện thoại nè. Em có đăng hình ở trên fanpage nè, mấy chị vô mấy chị xem ha, em chụp đó mấy chị. Cái này mọi người có thể là mọi người xem nha. Đây mấy chị thấy không, cái giá nè, giá 540 nè đúng không mấy chị, em giảm trên like còn có 513 ngàn, em miễn phí ship luôn đó. Ngại gì không đặt đúng không, mấy chị mua một cái cũng giảm mà mua hai cái cũng giảm luôn, nên là mấy chị cứ đặt luôn cho em. Còn mấy chị ơi, mình mua dồn đơn, thí dụ như mấy chị thích hai cái đầm của em, cái đầm suông này, cái đầm suông mã là 6527, nó giảm với lại là mình chốt thêm cái ông này 6599 vô là mình được giảm 12%, nên là mình cứ thích thì mình chốt ha. Còn thí dụ như mấy chị thích hai cái đầm body này luôn, mình mua hai cái về mình mua mặc cặp với bạn bè người thân, mình mua ba cái cũng được, em cũng giảm. Hoặc là mình thích mua bất kỳ cái mẫu nào trong cái live stream khác cũng được ha. Mấy chị em không có ép buộc phải mẫu này là mấy chị phải mua mẫu này, không có nha mọi người ha. Mình có thể là mình mua trong cái live khác cũng được, mình mua trong cái live khác mà mình comment lại giùm em mấy chị ha. Mình thích, thí dụ như mình thích cái mẫu hồi trưa em like với cái mẫu ông này, thì mấy chị cứ comment hai cái mã này vô đây rồi số điện thoại là mình sẽ được giảm 12%. Em không có ép buộc mọi người phải mua đúng cái mẫu này hoặc đúng cái mẫu này, các chị thích mẫu nào mấy chị cứ dồn đơn lại mấy chị mua luôn, tranh thủ ha mấy chị ha. Đó, mấy chị cứ dồn lại mấy chị em nhà mình để mình mua combo, tại vì mình mua combo mình hời lắm mọi người. Khách em dạo này nè mấy chị mua xuống cực kỳ, mua combo và lựa cái thời gian mà em like như thế này ha, comment mẫu buổi trưa vô, comment mẫu buổi chiều vô mọi người ơi, và chốt thêm những cái mẫu này nữa coi như là cái chị sướng chưa, là mọi người được giảm 12% cho hai cái đầm và mua ba cái đi, giảm 15%. Nói chung mình mua càng nhiều giá mình càng rẻ, và VIP mình được chiết khấu thêm nữa ha. Rồi các chị ơi, mẫu này còn chị nào chưa lên đơn nữa không, comment cho em là 6527 gạch ngang số điện thoại kế bên giùm em ha, là mình sẽ có đơn. Chị Thanh Lê ơi comment giùm em, chị Tuyết Nguyễn comment lại giùm em đi chị ơi. Rồi ok mọi người luôn ha, chị nào chưa chốt cái đầm xám hay cái đầm của em thì chốt giùm em nha. Rồi mọi người ơi comment đầy đủ thông tin nè, cái đầm này của em Ngân đang mặc có mã sản phẩm là 6527. 6527 cái chất này nè mấy chị, thấy không? Đó, dáng đầm này là dáng đầm suông nên là ai mà bụng to bụng béo nè, mặc cái này cho em, có phối túi hai bên. Cổ em làm là cổ tròn như thế này và có cho phối cho mấy chị cái này là xinh chưa? Cái hoa này bên em tự làm nha mọi người ha, cái tay này đó không bao giờ bị mất form hết trơn á mọi người. Vải này là lụa mango dòng cao cấp, còn 3 size thôi ha. Bụng này ai mà bụng to mặc cái này thoải mái luôn. 3 size S, M và L từ 40 cho tới 66 cân, à 62 cân. Đó, ở phía sau này mấy chị là em làm cho mọi người cái hạt nút mọi người cài. Em ơi nhìn cái đầm này đẹp quá à mọi người ơi, sao em nhìn hoài em không chán luôn á ta. Em nhìn hoài cái đầm này em không chán, mấy chị không hiểu sao mà đẹp được như vậy, hay thiệt luôn á. Thiết kế cái này lên quá đỉnh mọi người. Dơ cái đầm lên thôi mà em thấy cái form này mấy chị thấy không? Eo ó lùi gì nó ra nó ngon lành. Cái đầm này thiệt sự luôn á, em bán cái giá này em tiếc dễ sợ tiếc á mấy chị. Bán 540 thôi cũng đã tiếc rồi, cái đầm này ở ngoài á mọi người ơi. Đầm gấm nha, gấm thun nha mấy chị ơi, chứ không phải là hàng vừa đâu nha mọi người. Thường thường gấm người ta bán cả triệu hơn rồi. Hồi xưa mọi người nhớ cái đầm gấm tắp vào của em không, em bán 600-620 rồi. Đó mà cái đầm này nè mấy chị, giá 540 là một cái mức giá em đã rẻ rồi mấy chị đúng không ạ? Đúng không? Đó mà bây giờ em giảm còn có 513 ngàn, miễn phí ship, mà mới hết size 2X mấy chị, còn có size MLXL. Nên là nếu được em nghĩ mẫu này á, buổi sáng ngày mai ghé luôn đi mấy chị. Buổi chiều ngày mai là chủ nhật, chủ nhật ăn rảnh mà đúng không mấy chị, rảnh thì mình đi đâu chơi mình ghé luôn giùm em. Mình ghé thứ nhất 454 Lũy Băng Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, 837 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, và 263 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, quận 9, Thủ Đức, để các chị có thể là săn ngay cái đầm 6599 này. Hoặc còn nhiều mẫu khác, còn nhiều lắm mấy chị, rất là nhiều luôn, chứ không phải là một mình mẫu này không. Em đã có trăm hàng lên sẵn hết đầy đủ ở trên kệ hết cho mọi người rồi. Mời mấy chị em nhà mình ghé mọi người mặc thử trước đi, thấy ưng rồi hãng chốt, được không mấy chị ha. Rồi mọi người ơi, bây giờ là em Ngân cũng xin phép là kết thúc livestream tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi live và đón xem livestream của em Ngân ha, và đừng quên vào trang Shopee, Tiki, Lazada của bé em đi mọi người nhấn like. Mọi người nhấn theo dõi cho em, rồi sau đó mọi người thích mẫu nào mọi người cứ bỏ vào giỏ hàng để mấy chị em nhà mình có thể mua ở trên đó luôn cũng được ha. Và đừng quên vào trang fanpage của bé em đi nhấn like để nhấn follow và cập nhật thêm nhiều buổi live mới, có nhiều sản phẩm mới hơn ha mấy chị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các chị yêu nha.